ơi, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của Hana Giang Anh. Bây giờ chúng mình sẽ vào chủ đề ngày hôm nay luôn nhé. Có khoảng 40% các bạn xem kênh YouTube của Hana là ở độ tuổi từ 18 đến 24 tuổi, gọi là độ tuổi teenager ấy, độ tuổi YOLO và xuân sắc nhất của đời người, đúng không? Và Hana thì cũng vừa mới bước qua cái độ tuổi đấy xong. Hana đang 25 tuổi tính đến thời điểm ngày hôm nay. Cái câu chuyện tiếp theo mà Hana sẽ kể đây thì nó không mang cái tính chất là khoe khoang gì cả đâu, mà chỉ đơn giản là Hana muốn kể lại những cái gì mà mình đã trải qua trong suốt cái năm tháng gọi là thanh xuân khắc nghiệt nhất của cuộc đời mình mà thôi. Thực ra tuổi trẻ thực sự rất là tuyệt vời, nhưng mà nó cũng có rất nhiều thứ để mình phải kiểu giải quyết ấy. Thì thế này, Hana là một người mà trộm vía nói là thực ra là kiếm tiền khá là tốt và độc lập tài chính từ nhỏ, trộm vía có lộc ấy. Tất cả nó là do bố mẹ mình đã tạo điều kiện cho mình tham gia vào cái câu lạc bộ họa mi từ hồi mà mình mới có 4-5 tuổi thôi. Và bắt đầu từ cái thời gian 4-5 tuổi đấy trở đi đến tận năm mà mình đi học cấp 2, gần cấp 3 gì đấy, là mình vẫn cứ đi diễn đều đặn. Và nó làm cho mình có một cái nguồn thu nhập hàng năm. Mỗi một năm thì Hana thường là sẽ tích ra được khoảng tầm vài chục triệu, khoảng tầm 10 triệu gì đấy đi. Và nó là một con số rất là lớn với một đứa trẻ con vào cái thời điểm đấy. Thế nên là mình được bố mẹ huấn luyện cho cái kiểu độc lập về tài chính ấy, tức là con muốn mua gì thì sẽ sử dụng bằng tiền của con. Và mình mua những cái thứ nhỏ nhất, như là từ điện thoại, cái điện thoại đầu tiên của mình này, hay là cái laptop đầu tiên, hay là cái xe máy đầu tiên, thì cũng đều là sử dụng bằng tiền của mình cả. Nên là phải nói là rất là cảm ơn bố mẹ đã dạy cho mình được cái đức tính và cái cách kiếm tiền từ nhỏ ấy. Sau đó thì đến khoảng năm học cấp 3, tức là lớp 10, thì mình đi học thì chỉ học một buổi chiều thôi. Thì buổi sáng thì mình sẽ dành ra thời gian trong các buổi sáng trong ngày ấy là để mình đi dạy thêm. Mình sẽ đến các trường mầm non để xin việc, xong rồi mình dạy các em các lớp mầm non ở đấy các bài múa hoặc là aerobics hoặc bất cứ cái gì mà trường yêu cầu. Và mỗi một buổi dạy như vậy thì mình cũng kiếm được tận 250.000. Tức là một tháng ấy mình cũng được một cái con số kha khá so với một đứa học sinh cấp 3 ở cái thời điểm đấy, thì như thế rất ok rồi. Và mình có thể dùng tiền đấy để đi chơi, đi ăn, mua cái này cái kia, dăm ba thứ vớ vẩn. Sau đó đến khoảng tầm năm nhất đại học thì mình bắt đầu làm huấn luyện viên. Và mình làm huấn luyện viên từ khoảng 5 giờ chiều đến 9-10 giờ tối. Và cái công việc đấy thì đem lại cho mình cái mức lương khởi điểm, lương cứng là từ 7 triệu, xong rồi nó tăng dần lên đến khoảng tầm 16 triệu gì đấy. Và đến năm 3 đại học thì mình phát hiện ra là mình quá đam mê cái nghề này và mình đã quyết tâm là nghỉ học luôn, bỏ ngang cái công việc đại học, bỏ ngang cái học đại học ở trường kinh tế quốc dân để đi theo cái con đường này. Và lúc đó thì mình đã làm quản lý cho một số các cái trung tâm fitness nổi tiếng ở Hà Nội với mức lương là rơi vào khoảng tầm lương cứng thôi là 25 đến 30 triệu rồi. Thì để nói nó là một con số, một cái mức lương, một cái thu nhập ổn định rất là tốt so với một người trẻ. Nhưng mà những cái thời gian đó ấy, khi mà mình cần một cái số tiền nào đó, một khoản nào đó, ví dụ như là 50 triệu để đi mổ mắt chẳng hạn, hoặc là mình bị ốm đau bệnh tật gì đấy, hoặc là bạn mình có vấn đề đấy cần vay mình vài chục triệu, thì thực sự mình không có một xu dính túi, không có khả năng tài chính để làm cái việc đấy luôn. Các bạn biết tại sao không? Nó là do mình sống quá YOLO, tức là mình chỉ quan tâm đến ngày hôm nay thôi, sướng ngày hôm nay đã và không cần biết ngày mai sẽ như thế nào. Thế nên là cái chuyện đấy nó tệ hại hơn bao giờ hết, bắt đầu từ khi mà mình lập gia đình. Vì khi mà lập gia đình nhá, thì trước đấy có thể thu nhập rất là tốt. Mình sống chỉ cho bản thân mình thôi, không phải lo cho bố mẹ hay bất kỳ một ai khác cả, thêm con chó là cùng. Nhưng mà khi mà có gia đình nào là tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền xe, tiền cộ, tiền xăng, tiền điện thoại, rồi là sinh hoạt gia đình, phí sinh hoạt chung, xong rồi đủ các thứ hàm lằng trong cuộc đời này, xong đến lúc mà nuôi con nữa thì nó rất là nhiều chi phí cố định hàng tháng. Xong rồi đỉnh điểm là đến cái lúc mà mình năm ngoái, năm mình 24 tuổi, tức là mình đã bỏ cái công việc
full time với cái mức lương ổn định đấy để đi theo đuổi cái niềm đam mê của mình bằng cách start up kinh doanh riêng với không đồng vào trong túi, một quyết định rất là mạo hiểm. Sau đó thì mình đã phải đi vay ngân hàng để có thể làm được cái điều đấy, và sau đó là tiếp diễn là mình phải trả nợ. Nói chung có những cái ngày mà mình đi ra chợ mua đồ ăn mà còn phải tính xem là bao nhiêu tiền cho nó vừa, thì nói chung đấy là một cái cú sốc rất là lớn đối với mình ấy. Đến ngày hôm nay là mình 25 tuổi rồi, và mình có thể tự tin khẳng định để nói một điều là bây giờ là mình đã có thể quản lý tài chính rất là tốt, và như kiểu đã trưởng thành hơn rất là nhiều ấy. Mình có thể phân chia được dòng tiền ra một cách rõ ràng, có những cái giải pháp về tài chính để mình không bao giờ bị cháy túi, không bao giờ bị hết tiền, mà tài khoản nó phải luôn luôn đầy lên theo năm tháng. Tức là mình kiếm được bao nhiêu thì mình phải tích góp và kiểu nhân tiếp cái số đấy lên ấy, chứ không phải mình cứ tiêu đi xong lại hết, xong lại kiếm, xong lại hết, xong lại kiếm, xong lại hết, thì không bao giờ mình có thể ổn định được. Cái việc ổn định này nó làm cho mình cảm thấy rất là chắc chắn, tự tin, với cả nó làm cho mình có thể giúp được người thân của mình, có thể gánh vác được gia đình, và quan trọng hết là nó nuôi được cho ước mơ. Tại vì như các bạn biết là cái đam mê nào nó cũng phải xuất phát từ việc là có tiền, có tiền thì mới nuôi được đam mê, chứ còn đam mê mà không có tiền thì nó sẽ chết. Mình sẽ phải kiếm tiền từ một chỗ khác để mình nuôi sống cái đam mê, để cho nó tiếp tục sống. Thì đấy là cái cách quản lý tài chính. Vậy bây giờ tại sao chúng mình phải tiêu tiền thông minh nhỉ? Mình nghĩ là sẽ có nhiều bạn suy nghĩ là kiểu thôi việc hôm nay thì cứ để ngày hôm nay đi, tiêu hết rồi mai lại tính. Trời sinh voi thì trời phải sinh cỏ. Nếu mà mình đói thì mình sẽ phải tìm cách để mình kiếm tiền để có cái ăn, đúng không? Đấy là phong cách người trẻ mà, phải sống phóng khoáng lên. Mình rất là hiểu, bởi vì ngày xưa thì mình cũng đã có cái suy nghĩ như vậy. Thậm chí cả mình lẫn chồng mình đều nghĩ như thế luôn. Nên là rất là khủng khiếp ý. Nhân đôi luôn, double luôn. Thế nhưng nếu như bạn muốn luôn luôn có dùng tỉnh tiền ở trong túi, và khi mà bạn cần thì bạn sẽ không bao giờ bị thiếu. Hoặc là nếu mà người thân hoặc là bạn bè của bạn cần bạn giúp đỡ và bạn có thể giúp đỡ được, nếu bạn muốn những điều đó thì bạn bắt buộc là phải biết cách tiêu tiền thông minh. Vậy những cách để tiêu tiền thông minh là gì? Cách đầu tiên đó chính là chúng mình phải biết chia nguồn thu nhập hàng tháng của mình ra thành những cái khoản khác nhau. Cái này là một cái cực kỳ hữu hiệu đối với Hana luôn, và bắt buộc là mình phải làm. Chúng mình sẽ chia ra thành 4 khoản khác nhau nhé. Khoản đầu tiên đấy là chi phí cố định. Chi phí cố định hàng tháng là những cái như kiểu là hàng tháng chắc chắn là bạn sẽ chi ra này, ví dụ như là tiền sinh hoạt này, điện nước này, xăng xe này, điện thoại này. Chi phí thứ hai đấy là chi phí ăn uống. Chi phí ăn uống thì nó tùy vào từng bạn, đúng không, và nhu cầu của mỗi người, thì các bạn sẽ để ra một cái khoản phù hợp với nhu cầu của mình và chỉ được ăn trong cái khoản đấy thôi, không được ăn nhiều hơn. Cái thứ ba đó chính là chi phí dự phòng. Chi phí dự phòng là một cái rất quan trọng, và nó nên chiếm, bắt buộc ít nhất là phải chiếm từ 10 đến 20% nguồn thu nhập hàng tháng của bạn. Và cái khoản còn lại thừa ra nó mới là cái khoản để cho bạn ăn tiêu này, cơ gái này, đi du lịch này, giải trí này, xem phim này, uống trà sữa này, vân vân và vân vân. Nó mới là cái để cho chúng ta giải trí và shopping ấy. Đặc biệt là người trẻ thì không bao giờ thèm quan tâm đến chi phí dự phòng luôn. Tại vì phong cách sống YOLO mà. Nhưng mọi người có biết là thông thường ấy, những người giám đốc hoặc là những người mà kinh doanh giỏi thì họ luôn luôn phải có kế hoạch tài chính cho mình, và họ luôn luôn phải có chi phí dự phòng cho bản thân mình. Bởi vì khi nào mà cần ấy, thì họ sẽ không bao giờ thiếu tiền, và quan trọng hết là tránh để không phải đi vay mượn người khác khi mà mình start up hoặc là mình bận tật gì đó. Như Hana chẳng hạn thì ngày xưa lúc mà start up Inspire nó rất là căng thẳng, bởi vì Hana không có chi phí dự phòng. Nhưng mà bây giờ ấy, Hana luôn phải tính toán rất là cẩn thận và chuẩn bị trước về tài chính trước khi mà chuẩn bị mở một cơ sở mới chẳng hạn. Cách thứ hai đấy là đừng bao giờ để chung tất cả tiền trong một tài khoản. Đây là cách mà mình rất tâm đắc. Mình luôn luôn phải chia cái nguồn tài chính của mình ra thành các tài khoản ngân hàng khác nhau, các ví khác nhau ấy. Ví dụ như là nguồn thu nhập A thì sẽ để ở một tài khoản riêng, nguồn thu nhập B để ở một tài khoản riêng, tiền dòng tiền kinh doanh thì để ở một tài khoản riêng, và mình chi tiêu cái gì thì sẽ dùng tài khoản nào, và mình sẽ làm đúng theo như vậy.
nếu các bạn để chung tất cả tiền vào trong một tài khoản, nó sẽ rất là nguy hiểm vì các bạn có thể tiêu lẫn các nguồn tiền vào nhau và không thể kiểm soát được ấy. Đến một ngày mà bỗng nhiên bạn thấy hết tiền, bạn không thể hiểu được là à, mình có tiêu cái gì đâu. Mà thực chất là bạn đã lấy tiền A để tiêu cho chỗ B, mà trong khi chỗ B thì hết tiền rồi chẳng hạn. Đấy, nó rất là khó kiểm soát đúng không? Thứ ba, đấy chính là phong cách sống tối giản. Đây là phong cách sống mà mình rất rất yêu thích và nó là đến từ Nhật Bản. Mình rất thích người Nhật và cũng rất là thích văn hóa Nhật Bản luôn. Và người Nhật thì họ luôn luôn rất là quy tắc và họ sống theo cái phong cách sống tối giản ấy. Ở đây thì mình sẽ áp dụng vào cuộc sống của mình thông qua ba cách đi. Cách đầu tiên là các bạn ấy phải vứt bỏ tất cả những cái thứ thừa thãi trong gia đình của mình, trong nhà mình, trong tủ quần áo của mình đi. Như là sắp tới này Hana sẽ mở một cái Gaza sale và bán lại tất cả những cái gì mà mình không mặc, đã lâu rồi không mặc, khoảng tầm 1 tháng rồi chưa mặc là mình cũng bán lại hết luôn. Chứng tỏ là những cái đồ đó là đồ mà mình không thường xuyên sử dụng ấy, thì mình sẽ bán nó đi để mình lấy tiền đó mình làm việc khác. Nó sẽ làm cho cái cuộc sống của mình nó ngăn nắp nề nếp hơn. Và thứ hai nhá, tức là khi mà các bạn mua sắm ấy thì các bạn hãy nghĩ 7 lần trước khi mua cái gì đấy, xem là nó là thứ mà bạn cần hay chỉ đơn giản là thứ mà bạn thích. Nhiều khi sở thích nó chỉ là nhất thời thôi, ngày mai bạn sẽ quên nó đi và bạn không thích nó nữa. Mà mình nên mua cái gì mà mình thực sự cần ấy và mình sẽ sử dụng được nó hàng ngày. Còn cái gì mà mình chót mua rồi mà mình không thực sự là dùng nó nhiều thì mình lại garage sale bán hết đi. Và thứ ba đấy chính là cái cách mà bạn mua sắm. Khi mà mua sắm ấy thì chúng mình sẽ chỉ mua đồ chất lượng thôi. Tức là mình có thể bỏ ra khoảng 1 triệu rưỡi đến 3 triệu để mua một cái áo len thôi. Nhưng còn hơn là các bạn bỏ ra 200 nghìn một cái áo len mà các bạn mua luôn 10-20 cái trong tủ của bạn to như thế này. Xong có những cái mà kiểu chất lượng nó không tốt rồi các bạn chẳng bao giờ mặc nó chẳng hạn. Đấy thì nó rất là phí tiền ấy. Nên là thà mình mua một thứ mà đắt còn hơn. Nên cái cách của Hana khuyên mọi người là chúng mình hãy chọn những đồ gì đắt và chất lượng mà mua, chứ không cần mua đồ rẻ. Mua đồ rẻ xong rồi mua nhiều nó rác ra. Cách thứ tư đấy chính là hãy mua bảo hiểm. Nghe đến bảo hiểm thì ai cũng tránh né và nghĩ rằng nó là một cái gì đấy ngại á, rất là nhạy cảm, sợ bị lừa. Nhưng mà thật ra thì không phải, không phải một chút nào cả. Hana đã mua bảo hiểm từ cái hồi mà mình học năm nhất đại học cơ. Tại vì cái hồi đấy mình nhớ là mình bị chấn thương rất là nhiều do mới bước chân vào nghề huấn luyện viên, mà mình cần một cái gói bảo hiểm nào đó để khi mà mình bị chấn thương ấy, mình vào những bệnh viện quốc tế thì họ sẽ chi trả tiền cho mình. Và thú thật là trong những cái năm vừa rồi ấy, bảo hiểm đã cứu Hana rất nhiều. Bảo hiểm bán cho mình đúng là hơi lỗ một chút ấy, tại vì mình phải chữa rất nhiều những cái bệnh trong bệnh viện. Ví dụ như là một ngày đẹp trời tự nhiên bị đau dây thần kinh lưng, hoặc là tự nhiên bị hở sụn ức ở đây chẳng hạn, thì nó sẽ chữa mất rất là nhiều tiền luôn. Như đã nói ở cách 1 thì ai cũng cần phải có cái khoản chi phí dự phòng cho bản thân mình. Và cái chi phí dự phòng này, tại sao mình không lấy nó để mua bảo hiểm, mình đóng nó vào bảo hiểm ấy, thì không những là các bạn tiết kiệm được nó một cách triệt để nhất đó, tức là không phải là tự nhiên một ngày đẹp trời bạn muốn rút nó ra là bạn rút ra được, mà nó đã đóng vào rồi là nó sẽ nằm nguyên ở trong đấy không rút ra được nữa. Ngoài ra nó nằm ở đấy nó không chỉ tiết kiệm được mà nó còn phát sinh cả lãi nữa. Và sau khi mà hết hợp đồng ấy thì họ sẽ trả lại tiền đấy cho mình bao gồm cả lãi, lại còn được bảo vệ khỏi một số những cái bệnh nhất định nữa, đúng không? Đấy, thế nên Hana thấy cái bảo hiểm ấy nó rất rất là phê. Thực sự là khi mà các bạn mua bảo hiểm ấy, bảo hiểm bị mang tiếng xấu rất là nhiều, chỉ đơn thuần là Hana thấy là do mọi người không đọc kỹ những cái điều khoản của bảo hiểm, những cái luật bảo hiểm, những cái quy định của bên bảo hiểm đưa ra cho cá nhân của mình. Nên là đến lúc mà mọi người gặp phải cái tình huống, cái rủi ro đấy thì mọi người mới ớ ra là ơ, mình không được bảo vệ ở cái khoản này, mình lại được bảo vệ ở cái khoản kia chẳng hạn. Thì cứ nghĩ là người ta lừa mình, nhưng mà thật ra không phải. Tất cả mọi thứ nó đều có hợp đồng, có quy định, có giấy tờ rõ ràng và những cái điều khoản ràng buộc nhau. Thì trước khi mình ràng buộc mình đặt tiền của mình vào túi của một bên bảo hiểm nào đấy thì các bạn nên tìm hiểu thật 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 kỹ, đọc từng cái chữ một và hỏi thật nhiều vào. Thì sau khi mà bạn chắc chắn được rồi thì mình tin chắc là chẳng có ai có thể lừa được bạn cả. Cái việc mua bảo hiểm ấy, theo như Hana thấy, nó là một cái giải pháp bảo vệ tài chính cho những cái người trẻ như bọn mình. Nếu như bọn mình có tính toán về tài chính thì mình nên mua. Hana đã tìm được một loại bảo hiểm rất là phù hợp với các bạn trẻ, đây là Pru khởi đầu linh hoạt.
Đây là một loại bảo hiểm của Prudential rất là hay đấy. Đây là một cái gói bảo hiểm mà nó có thể giúp các bạn vừa tiết kiệm được tiền nhé, lại vừa giúp cân bằng được giữa những cái kế hoạch ngắn hạn và dài hạn. Kế hoạch ngắn hạn ví dụ như là đi du lịch này, mua đồ công nghệ này, hay là tham gia một cái khóa học mới gì đấy. Còn kế hoạch dài hạn là mua xe, mua nhà, cưới hỏi, vân vân. Đấy thì mình phải cân bằng được giữa những cái đấy và mình phải có cái nguồn tài chính linh hoạt ấy để mình vẫn tận hưởng được cuộc sống, đúng không? Cụ thể nhá, ví dụ như là kể từ cái ngày kỷ niệm hợp đồng năm thứ 2 thì cứ mỗi năm bạn sẽ nhận được một khoản tiền tương ứng 5% số tiền bảo hiểm. Rất là thích đúng không? Sau đó vào cái ngày mà kết thúc hợp đồng thì chúng mình có thể nhận được lên đến 200% số tiền bảo hiểm. Và mình còn được bảo vệ tài chính toàn diện khỏi những cái rủi ro về bệnh tật mà có nguy hiểm đến tính mạng. Và chi tiết là bệnh gì hoặc như thế nào thì mọi người cứ kéo xuống cái link ở dưới description box để xem chi tiết nhé. Và cách cuối cùng cũng rất là hay, đó là sử dụng những cái app quản lý chi tiêu. Như Hana thì đang sử dụng cái app tên là Money Lover, nó có cả bản tiếng Việt nữa nên là rất là dễ hiểu. Tại vì những cái liên quan đến tài chính mà sử dụng tiếng Anh thì mình không được thông minh cho lắm. Thì ngoài cái app này ra thì các bạn có thể lên App Store hoặc là Google Play Store, cái chữ Money nó sẽ ra rất là nhiều những cái app quản lý chi tiêu như vậy. Mình phải sử dụng app quản lý chi tiêu thì mình mới nắm được là tháng này mình đã tiêu vào những cái khoản gì, có đúng plan, đúng kế hoạch hay không, hoặc là đã chốt tiêu lệ một cái mảng gì nhiều hơn thì mình sẽ nhìn vào đấy để mình cân đối được. Hoặc nếu không có app thì các bạn cũng phải sử dụng sổ, nhưng mà theo Anna thì nên dùng app, tại vì bây giờ nó hiện đại lắm, dùng app tiện cực. Vậy là video ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Không biết là nói nhiều những cái thứ làm nhảm như kiểu giáo dục người khác như này thì nó có thu hút được sự quan tâm của mọi người không. Nhưng mà Hana hy vọng là những cái bạn trẻ nào mà đang xem video này của Hana thì sẽ thay đổi cái cách tiêu tiền của mình. Bởi vì mình có tiêu tiền thông minh thì mình mới nhỉnh hơn người khác được, đúng không? Cảm ơn mọi người đã xem video đến giờ phút này. Đừng quên like và share video clip cho Hana Giang Anh. Và nếu mọi người chưa bấm subscribe thì hãy bấm subscribe ngay. Và bấm cả nút quả chuông để nhận được thông báo khi Hana up video mới hàng tuần nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.